湿的雨冷的血，给了我怕光的眼瞳赤裸，是凉的是暖的我只能仅凭直觉揣测。爱情是如雨造化我，情似山执着，我不为这世间众生如何待我，冲破挣脱何以变成些善恶，自由片刻碎落，以爱问伤愈合，我的存在不会因情节而予以残破。Trường Nguyệt Tẩn Minh Tập 2. Vậy tiểu thư nghỉ ngơi trước đi, Xuân Đào ở ngay bên cạnh thôi. Tiểu thư có chuyện gì cứ gọi em. Ừ. Cha ơi, ở đây con đã thu xếp ổn thỏa, mọi người có thể yên tâm rồi. Ma thần, con tìm được ma thần rồi. Chỉ là bây giờ vẫn chưa thể giết hắn. Để thay đổi vận mệnh ma thần giáng thế, có điều cũng may bây giờ hắn vẫn chỉ là một người phàm yếu đuối. Phạt hắn quỳ trong trời tuyết giá rét, để cho hắn chịu khổ một chút. Nổi gió rồi. Đêm nay chắc chắn sẽ vô cùng gian nan. Tiếng gió bên ngoài lớn như vậy, hắn sẽ không sao chứ? Cha ơi, Triệu Du Ba Bá, Đại sư Huynh, con làm như vậy không sai chứ? Hắn thật sự quỳ mãi như vậy sao? Hồi nào vậy? Tiểu thư, người tỉnh rồi. Đêm qua tiếng gió thổi lớn giống y như là tiếng sói tru vậy, người ngủ có ngon không? Trời ơi, sao hắn còn ở đây vậy? Cô nhìn thấy chưa, đã ngày thứ ba rồi đó. Mệnh cứng cỏi thật đó. Ôi, đắc tội với nhị tiểu thư, không có kết cục tốt đâu. Chắc chắn là giả vờ rồi. Ở đây ai cũng ghét hắn. Nếu không giả vờ đáng thương một chút thì sẽ càng khó sống. Y
ghé coi thử đi. Cảm ơn, cảm ơn Diệp tiểu thư. Diệp tiểu thư đúng là một tác sống. Bao nhiêu năm qua, cứ mùng 1 giờ 15 đều đích thân tới lều phát cháo, vô cùng kiên trì. Cũng may nhờ có Diệp đại tiểu thư. Nè, cầm chắc nha đây. Ta cũng tới miếu sinh, cho cô ấy và Lục Điện Hạ sớm thành thân. Cầm cho chắc nha. Dạy bà tiểu dương tốn luôn. Không cần cảm ơn. Tiểu thư, tối hôm qua, Lục Điện Hạ phái Trung Thái đến đưa tin, nói hôm nay được nghỉ, sẽ tới lều cháo giúp. Chắc giờ này cũng sắp tới. Cẩn thận hãy đưa thiệp cho em, mau đi sửa soạn đi. Không cần đâu. À, phải rồi, chắc nha. Trung Thái nói với em, hôm qua họ đi luyện binh đã gặp Nhị tiểu thư ở ngoài ô. Ả đanh đá đó, không chịu buông tha cho Lục Điện Hạ gì hết. Không được nói xấu người ta. Không cần cảm ơn. Nhị muội thành thân rồi, làm trò càng quấy, sợ rằng sau này danh tiếng ở kinh thành càng tệ hơn. Mấy lời đàm tiếu em nghe được cũng được nói ra trước mặt cha và tổ mẫu. Tiểu thư, người lại còn lo lắng cho cô ta làm gì? Mấy hôm trước cô ta đẩy người xuống hồ làm người nhiễm phong hàn, chẳng phải lão gia không phạt cô ta hay sao? Sau này không được nhắc lại chuyện này nữa. Cầm chắc nha. Không có gì. Quét dọn bên này đi. Lục Điện Hạ tới. Cầm chắc nha. Ta phải về rồi. Băng Thương, khó khăn lắm chúng ta mới gặp mặt, ta sao muội về sớm vậy? Trời cũng đã xế chiều, ta mà không về e là sẽ bị trưởng bối trong nhà trách mắng, làm mất nề nếp. Thời gian này ta luyện binh ở ngoài thành, hơn nữa số quy định của quân doanh nước Thịnh là do Diệp đại tướng quân đặt ra. Về tới thành muốn nói chuyện với muội nhiều hơn, nhưng mà không ngờ vẫn chướng quy định của Diệp gia các muội. Điện hạ nói đùa rồi, Diệp gia có nề nếp, từ nhỏ Băng Thường đã quen rồi. Diệp gia có nề nếp đến đâu cũng không bằng Nhị tiểu thư, còn tình nước cảnh cũng bị cô ta phạt quỳ trên băng. Đàm đại tấn bị quỳ trên băng. Anh tuy Đàm đại tấn là công tin, nhưng cũng là hoàng tử nước cảnh, sao Diệp địch vụ có thể sử dụng như vậy? Bỏ đi, không thể nói lý với hạng người ngang ngược đó được. Sau khi muội rơi xuống hồ, sức khỏe chưa tốt lắm, hôm nay muội về nghỉ ngơi sớm hơn đi. Được rồi, vậy ta về nghỉ ngơi trước đây. Phu nhân ác độc của ngươi đã phạt ngươi quỳ ở đây 4 ngày. Tiếp tục vậy, ngươi sẽ chết thật đó. Cô ta muốn dồn ngươi vào chỗ chết, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Nhị tiểu thư, người khoan đã. Nhị muội muội, ta biết vừa nãy ở bên hồ muội không cố ý. Là ta cố ý đó. Đại tỷ, hôm nay Lục Điện Hạ tới thăm tỷ, tỷ ăn mặc trang điểm lộng lẫy như vậy, thật không ngờ bây giờ lại ướt như chuột lô. Tỷ cảm thấy sao hả? Nhị muội muội, bình thường ta với muội không thù không quan, cần gì phải chèn ép nhau như vậy? Câu này tỷ đi mà nói với Lục Điện Hạ đi. Ta thật sự không biết tỷ học thuật mê hoặc gì mà khiến cho Lục Điện Hạ mê tỷ như vậy, không ngó ngàng tới ta. Cả tên Đàm Đại Tẩn không có đức làm chồng kia nữa cũng bị tỷ quyến rũ. Nếu hắn thích thể hiện như vậy thì ta sẽ để cho hắn thể hiện, dù hắn có chết công thì cũng chỉ cần qua tổ mẫu báo một tiếng. Vì Băng Thường, ta cũng nói cho tỷ biết, dù tỷ tốn công ra sao thì mấy ngày nữa Đàm Đại Tẩn chắc chắn cũng sẽ chết. Miễn là hai người không xuất hiện trước mặt Lục Điện Hạ, ngài ấy sẽ chỉ có thể thích ta thôi. Cô ta đúng là một ả đàn bà ác nghiệt. Có người qua đây. Sao ở trong phủ này luôn có quả đen bay tới bay lui vậy? Đúng là xui xẻo thiệt. Hình như là sau khi cô gia tới thì luôn như vậy. Mặt trời lại xuống núi rồi, thời tiết giá rét như vậy, nếu còn quỳ tiếp hắn sẽ không sống qua được đêm nay. Hắn chết không có gì đáng tiếc, nhưng nếu như tà cốt thức tỉnh thì sẽ đem tới rắc rối lớn.
xin lỗi nha, thứ lỗi cho tiểu nhân mắt kém không nhìn thấy ngài đang ngóc trăng ở đây. Đúng vậy, làm ướt xiêm y của ngài rồi. Rồi đi thôi, đi thôi. Trời lạnh như vậy, Đàm Đại Tẩn không có tu gì, quần áo lại ướt hết, hắn sẽ không chịu nổi mất. Nhị tiểu thư, trời đông giá rét, cô vào trong đi. Không cần phiền cô, đích thân tới giám sát ta chịu phạt đâu. Ai nói là ta tới giám sát ngươi? Ta chỉ là... ta chỉ là... Chỉ là cái gì? Ta chỉ tới coi người chết hay chưa thôi mà. Mắc công ta tới nhặt xác cho ngươi nữa. Dù ta có chết đi cũng đâu phiền thế nhị tiểu thư đích thân tới nhặt xác cho ta. Trên đời này, người muốn thấy ta chết bất đắc kỳ tử nhiều hơn sao trên trời. Nó không chừng tới lúc đó sẽ kéo bè kéo đội tới tận cửa chúc mừng cô đó chứ. Ngươi tưởng ngươi nói như vậy thì ta sẽ thương xót ngươi sao? Thương xót ta? Không được, tiểu ma thần đã lạnh cống rồi, cứ như vậy sẽ chết thật mất. Được rồi, sau này ngươi sẽ chịu quả báo. Cái áo choàng này phiền quá, ta không cần nữa, tặng ngươi á. Xiêm y của vị tiểu thư ta không dám nhận, nếu vị tiểu thư không thích nữa, ngày mai bảo Xuân Đào mang dứt đi là được. Ngươi... Vị tiểu thư còn chuyện gì sao? Nhìn đi, Lê Tô Tô, tiểu ma thần này vốn vô tình vô nghĩa, rõ ràng ngươi thương xót hắn, hắn còn ăn nói như vậy nữa. Chỉ cần ma đầu này còn hơi thở, không được đối tốt với hắn. Có lòng tốt thà đi cho chó ăn, cảm quá sân tặc còn hơn. Nhưng nếu việc nhỏ không nhịn sẽ hư việc lớn. Tiểu ma thần chết không đáng tiếc, nhưng tính mạng tới châu tam giới vẫn còn phụ thuộc vào hắn. Nè, Đàm Đại Tấn, ngươi đừng có giả chết á. Đừng tưởng như vậy thì ta sẽ thương hại ngươi. Sao cảnh tượng này quen quá vậy? Không lẽ hắn chết ở đây, sợ đó quá thân thành ma sao? Đàm Đại Tấn, Đàm Đại Tấn, ngươi tỉnh lại đi. Xuân Đào, Xuân Đào. Tiểu thư, người gọi em hả? Ta gọi em đó, mau vào đây đi. Tiểu thư, là người chưa tỉnh hay là em chưa tỉnh vậy? Em nói lung tung gì vậy? Đi nấu nước nóng càng nhanh càng tốt, cứu người quan trọng. Nhanh đi. Dạ. Tiểu thư à, sao ban nãy người với cô Gia lại ôm nhau vậy hả? Chúng ta không phải phu thê sao? Phu thê ở nhân gian chung chăn gối là chuyện đương nhiên mà. Nhân gian? Mau đi coi coi nước nóng chưa. Dạ. Tiểu thư à, nước không nóng lắm. Xuân Đào, em về nghỉ ngơi trước đi. Dạ tiểu thư. Những vết thương này là bị Diệp Tịch Vũ đánh sao? Nếu sớm biết ma thần yếu ớt như vậy thì ta đã không lấy tương lai của tam giới tứ châu ra làm vật đánh cược, chỉ để giận dỗi hắn. Mau hồi phục lại đi, ta xin ngươi đó, ngươi mau hồi phục lại đi.
Ngươi là ma thần mà, vì tam giới tứ châu ngươi không thể chết được. Đàm Đại Tẩn, ngươi thật đáng thương. Lại là ngươi, cứ mỗi lần mà ta sắp chết, ngươi đều sẽ xuất hiện. Ta luôn ở đây. Ta luôn biết ngươi ở trong cơ thể ta. Ngươi muốn nó sao? Vẫn chưa đến lúc đâu, đừng nóng vội. Vậy phải đợi tới khi nào? Ngươi không đợi được nữa rồi sao? Đúng vậy, hơn 20 năm thân xác này đã cho ngươi thứ gì? Chỉ có đau đớn, đổi khác, lạnh lẽo, nhục nhã, còn bị kẻ khác trói buộc. Rồi sẽ có ngày ngươi sẽ thoát khỏi thân xác này, dâng hiến linh hồn của mình cho ta. Sau đó ngươi sẽ có được sự bình yên mãi mãi. Chẳng sao cả, cho dù là thân xác này hay là linh hồn gì đó, nếu như ngươi muốn, có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Ta không thấy tiếc. Đàm Đại Tẩn, nhẫn nại đi. Ngươi phải nếm trải hết đau khổ của nhân gian, hấp thu oán hận vô tận. Lời nguyền định mệnh ngươi gánh chịu, định sẵn ngươi không được chết yên. Khi nào ngươi đau khổ tới tột cùng, sinh mệnh của ngươi đi đến hồi kết, ta sẽ tới nhận sự hiến tế của ngươi. Thì ra 500 năm trước mặt trăng ở nhân gian sáng như vậy. Đáng tiếc từ khi ma thần giáng thế, khắp nơi đều là khí đục. Đã lâu lắm rồi mình không nhìn thấy mặt trăng nữa. Sinh ra là ma thai, thân mang tà cốt. Thật ra tà cốt này từ đâu mà có? Trông nó ra sao? Suốt cuộc khúc nào mới là tà cốt chứ? Không sợ ra khúc xương nào có gì bất thường hết. Cô đang làm gì vậy? Ngươi tỉnh rồi hả? Diệp Tịch Vũ, cô lại đang giở trò gì vậy? Ta muốn giở trò gì thì mặc kệ ta. Nếu mà ngươi tỉnh rồi thì dậy mặc quần áo đi, đừng có ở đó giả chết nữa. Nè, ngươi đi đâu vậy? Ra hồ băng, trời vẫn chưa sáng. Ê, ngươi không được đi. Mau đứng lại chứ. Hôm nay không được đi, sau này cũng không cần đi nữa. Tại sao vậy? Thì ngươi là người của ta, suốt ngày việc bên ngoài người ta đi tới đi lui, vậy sẽ làm ta mất mặt lắm á. Vậy thì thật sự xin lỗi. Ta mệt rồi, ta muốn đi ngủ, đừng nói chuyện với ta. Cha ơi, lúc mọi người đưa con qua đây, chắc chắn không thể ngờ con gái phải ngủ chung chăn chung gối với ma thần. Sao ngươi còn đứng đó chứ? Mau làm đi, làm xong ta cũng muốn đi ngủ. Làm gì hả? Tất nhiên là làm chuyện mà cô ngày nào cũng muốn làm. Cô không nhớ gì à? Không hay rồi, tuyệt đối không thể để hắn phát hiện. Ta nhớ chứ, sao có thể quên được. Anh chờ ta chút nha,
ta hơi khát nước. Xuân Đào, ta muốn uống trà. Xuân Đào, mau nói ta biết đi, chuyện mỗi tối ta và Đàm Đại Tẩn đều phải làm á, là chuyện gì vậy? Tránh ngày ấy. Hả? Thì từ khi tiểu thư gả cho cô gia đến nay thì bực bội trong lòng, vậy nên trước khi ngủ đều phải quất roi cô gia một trận mới thấy hả giận. Sao mà biến thái dữ vậy trời? Hả? Roi để ở đâu? Thì để dưới điểm của tiểu thư đó. Phải đánh bao nhiêu cái lận? Không có nói chính xác được, phải xem tâm trạng của tiểu thư. Roi dài như vậy, Diệp Tịch Vũ quả đúng là kẻ biến thái mà. Lê Tô Tô, trước đây ngươi trảm yêu trừ ma còn không chớp mắt, quất roi thì có gì mà không ra tay được? Roi này, ngươi hãy chịu thay ma thần 500 năm sau đi. Ma thần, đây đều là chuyện ngươi đáng phải chịu. Lê Tô Tô, thật ra ngươi đang làm gì? Bây giờ hắn chưa phải là ma thần, mặc cho người ta đánh mắng, nhẫn nhục chịu đựng. Bắt nạt hắn, hành hạ hắn là có thể ngăn cản ma thần giáng thế sao? Làm vậy sẽ chỉ khiến cho ngươi khó chịu hơn thôi. Ta mệt rồi, hôm nay không đánh nữa, ngủ đi. Ngồi lên. Đàm Đại Tấn, 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 nóng quá. Thôi chết, quỳ dưới trời đông tuyết phủ bốn hôm còn chịu nhiều roi như vậy, cơ thể người phàm sao mà chịu nổi? Lê Tô Tô ơi, Lê Tô Tô, lần này ngươi gây quả lớn rồi. Xuân Đào, Xuân Đào, Xuân Đào, em ngủ chưa? Xuân Đào, tiểu thư đã sắc xong thuốc cho cô gia rồi, người còn căn dặn gì nữa không? Hết rồi, lần này thật sự sẽ không gọi em nữa đâu. Em đi ngủ. Ôi. Ha.
Đàm Đại Tấn, Đàm Đại Tấn. Nè, uống thuốc đi. Tiểu ma thần sốt tới mơ hồ rồi. Cũng không biết thảo dược dân gian có tác dụng không. Há miệng ra. Sao còn nóng dữ vậy? Hồi nhỏ mình bị sốt, cha cũng đắp khăn lạnh cho mình như vậy. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi ha. Ta biết cách này chắc chắn có tác dụng mà. Được rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta đi ngủ đi. Đúng là ta mắc nợ ngươi. Nữ nhân này ra ngoài dân hương, chẳng lẽ bị trúng tà, thứ gì nhập vào người rồi? Tiểu thư, tối qua vất vả đến nửa đêm, sao mà không nghỉ thêm một lát nữa? Đàm Đại Tấn đâu? Cô gia ngoài chịu phạt thì bình thường sẽ đến tàng thư lâu chép kinh, hôm nay đi từ sớm rồi. Đàm Đại Tấn, ngươi không chối được cũng không trốn được ân cứu mạng này đâu. Phải nhớ kỹ cho ta, sẽ có ngày ngươi phải lấy mạng ra đền. Giờ nào rồi? Sắp đến giờ ngọ rồi. Lão thái thái, lão gia, đại thiếu gia đã đến nhà ăn rồi. Chào nhị tiểu thư. Những người này đều là người thân sớm chiều bên dịp tịch vụ. Muốn ở lại dịp phủ thì phải qua được cửa ải này mới ổn. Vị này chắc là đại tướng quân trụ quốc của nước Thịnh, cha của Diệp Tịch Vũ. Còn vị này hẳn là đại công tử của Diệp gia, đại ca của Diệp Tịch Vũ. Còn mấy vị này chắc chắn là các di nương của Diệp Tịch Vũ. Người lộng lẫy sang trọng này hẳn là tổ mẫu của Diệp gia. Tổ mẫu? Không có chuyện gì sao? Nhìn Xuân Đào làm gì? Lát nữa cả Xuân Đào cũng bị phạt cùng. Thôi chết, Diệp Tịch Vũ là kẻ chuyên gây họa, lại gây ra họa gì nữa rồi. Lại đi. Thôi chết, đừng nói là sắp bị phạt nha. Còn muốn làm thà lo chết hay sao vậy? Trời lạnh như vậy mà con ra ngoài còn chẳng mặc y phục chắn gió, lại còn chạy tới chạy lui ở ngoài. Mấy đứa xem nè, nó mặc toàn thứ gì đây chứ? Bé con đáng thương của ta, bên cạnh con tìm mỏi mắt cũng không có ai biết quan tâm hết. Tới cuối cùng vẫn chỉ là có người nhà thương con thôi. Đây, mặc cái áo này vào thì con sẽ hết lạnh. May quá, chỉ là lo sợ thừa thôi. Như vậy mới ra dáng.
Xuân Đào ra nhà kho lấy vài tấm da làm thêm y phục mùa đông cho tiểu thư nhà ngươi. Dạ. Tổ mẫu à, con cũng muốn một chiếc áo lông bạch hổ. Muốn sao? Đó, đi xin cha con kìa. Cha, con muốn áo bạch hổ. Muốn cái con khỉ. Diệp Trạch Vũ, con còn nói được hả? Thân là trưởng tử Diệp gia, không biết tập võ luyện kiếm, nhưng nhị đệ của con trấn thủ biên cương làm nên sự nghiệp. Con chỉ biết cưỡi ngựa săn bắn, vui chơi với đám bạn tệ hại. Với cái tính nết đó của con, có được mấy cô nương tử tế ở Thịnh Đô thích con chứ? Người cha này hung dữ quá. Mau ăn sắp nguội rồi kìa, mau ăn đi. Bé con, mau ra ngồi cạnh cha con đi. Dạ. Đi đi, từ từ thôi. Thưa cha. Bé con mau nếm thử đi. Cha biết tâm trạng của con không tốt nên cố tình dặn nhà bếp nấu mấy món con thích ăn đó ha. Cha nghe đám hạ nhân nói tối qua con vừa ngâm mình vừa sắc thuốc vất vả cả đêm. Đúng chắc đó, đúng con đó. Tốn sức lắm, con phải nè, ăn nhiều dạ mới được. Ăn nhiều dạ phải đó. Ăn nhiều dạ nhiều dạ đi. Nè, phải ăn nhiều dạ. Đừng ớ được ăn đồ ăn nữa đi lắm đó. Món này nữa. Ăn đi, xin mời. Tình thân ở nhân gian được viết trong sách sao? Mấy món này nấu cho con đi. Đều là món con nhiều thịt dạ. Con đó thịt dạ. Người hãy yên tâm. Đúng rồi. Người nhà ở đây rất tốt với con. Nè, ăn đi. Giống như cha vậy. Hôm qua ta có nghe đại phu nhân phủ An Định Hầu nói chuyện bé con đẩy băng thường xuống dưới hồ nước đã lan truyền khắp kinh thành rồi, khắp nơi đều đang bàn tán kia. Ê, kìa. Bàn tán thì bàn tán, chúng ta sợ họ chắc không tốt cho thanh danh của con bé đâu. Nghịch thì nghịch, bé con đã xuất giá rồi mà. Cha, năm ngoái lúc nhị muội chưa xuất giá, cha đã nói nghịch thì nghịch, sau này gả nó đi, có muốn nghịch cũng không được nữa. Sao nhị muội có xuất giá hay không thì cũng luôn đúng vậy. Im đi, lo ăn của con đi. Diệp Tịch Vũ ơi, Diệp Tịch Vũ, ta biết vì sao cái nết của cô như vậy rồi. Mấy ngày qua con đã suy nghĩ rất kỹ, đẩy đại tỷ xuống hồ là lỗi của con. Hôm nay con muốn đi xin lỗi tỷ ấy. Mẫu thân, bây giờ con bé trưởng thành rồi, đúng là hiểu chuyện mà. Như vậy mà đã là hiểu chuyện rồi sao? Bé con của chúng ta tâm địa lương thiện, vừa có trách nhiệm, không hổ là con cháu của Diệp gia ta. Đúng là chịu hư Diệp Tịch Vũ luôn rồi. Nhưng mà ta thấy chuyện này không cần phải xin lỗi đâu. Lỡ như Băng Thường bây giờ vẫn chưa khỏi bệnh lây cho con thì không hay đâu. Dạ không sao đâu tổ mẫu. Tổ mẫu nói đúng. Nếu như nhị muội tới xin lỗi ta, tức là đánh giá thấp tình cảm tỷ muội chúng ta rồi. Đại tỷ. Nhị muội ngồi đi. Tổ mẫu, tại con không tốt, mấy ngày nay bị ốm, không thể tới thỉnh an tổ mẫu và phụ thân. Hôm nay con phát cháo xong về tắm rửa, không ngờ lại tới muộn, quấy rầy bữa ăn của mọi người, con đúng là đáng phạt. Bé con đã nghe chưa? Tỷ tỷ của con đã nói rồi, không cần xin lỗi. Băng Thường, ra đó hãy ngồi cạnh Trạch Vũ đi. Dạ tổ mẫu. Thảo nào đại sư huynh, à không, Tiêu Lẫm và Đàm Đại Tẩn đều thích cô ấy. Người mỹ nhân này vừa dịu dàng vừa tốt bụng như vậy, ai lại không thích chứ. Đàm Đại Tẩn đâu? Sao hắn không thấy ăn hả? Nè 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 nè, ngươi coi mình là chủ thiệt đó hả? Ngươi nên nhớ không thể chỉ ăn cơm mà không làm. Đúng vậy. Phải rồi đó, sao làm việc đây? Sao vậy? Sao vậy? Ngươi nhìn đi, huynh đệ bọn ta vất vả cả chiều mà vẫn còn một đống chén đũa mà chủ nhân dùng chưa rửa nữa. Ta thấy ngài ngày nào cũng ngồi không sơi nước, nên phiền ngài rửa hết đống chén đũa kia rồi sau đó mới ăn cơm.
được không? Sao? Đi đi, cô già vất vả quá. Nào, các huynh đệ ăn cơm thôi. Ăn cơm đi. Trời, hôm nay ta ăn nhiều chút nha. Được ăn cơm quá trời luôn. Đây đây đây, xin đồ cho ta. Đi đây. Ngon quá. Đây đây. Rồi đến được làm Thôi, đi. Đây nè. Vậy là từ lúc Đàm Đại Tẩn vào phủ vẫn chưa từng ăn cơm cùng chúng ta mà ăn với hạ nhân ở trong nhà bếp sao? Dạ đúng. Tiểu thư ghét ghẻ như vậy, nhìn thấy ngày ấy là không muốn ăn liền. Nhưng mà em nghe nói bình thường cô gia ngày nào cũng không được ăn no hết. Đám hạ nhân nhìn thái độ của chủ nhân mà làm việc, bình thường tiểu thư làm ra sao thì họ cũng làm y vậy á. Ma đầu này cho nhịn đói vài bữa cũng đáng. Nhưng mà hắn suốt ngày né tránh mình, sao để mắt tới hắn được. À, nhà bếp ở đâu hả? Nè, ta nói các ngươi nghe, có một số người ha, có được thân phận của chủ nhân nhưng bổn phận thì là nô tài. Như vậy gọi là thân phận cao quý, số phận thấp kém. Sống còn không bằng huynh đệ chúng ta nữa, đúng không? Đúng đó. Nào, chúng ta ăn đi, ăn đi. Thiệt tình luôn á, cái này ăn đi. Các ngươi nói xem, người như hắn ha, sống có ý nghĩa gì nữa chứ? Theo ta thấy, chẳng thà chết đi cho rồi. Bình thường Diệp Tịch Dụ dung túng cho đám hạ nhân làm khó Đàm Đại Tẩn như vậy sao? Chết còn tốt hơn. Chết đi cho rồi. Còn gì nữa? Đi đi. Ăn đi. Rủi đâu ra vậy chứ? Sao vậy? Mùa đông thì lấy đâu ra ruồi chứ? Sao vậy? Có chuyện gì hả? Trời ơi, mau uống nước đi. Trời ơi, làm ghê quá đi rồi. Chắc không sao. Sao vậy? Ăn tiếp đi. Tiếp đi. Nè, ổn chưa vậy? Ăn phải ruồi rồi. Ăn ngon miệng luôn. Ta không ăn nữa. Các người ăn đi. Các người ăn đi. Đi. Ngồi bên này nè. Đi. Ở kỳ nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư. Tên kia, Đàm Đại Tẩn kia. Đàm Đại Tẩn đã làm gì sai mà các người xuống hắn chết vậy chứ? Tiểu thư, lúc nãy ta nhờ cô gia rửa một đống chén. Hơn nữa, trong thùng đó toàn là băng dụng tối qua bọn ta đập ra từ trong hồ. Đúng rồi, bọn ta còn tiện tay hất nước ướt người cô gia. Tối qua hắn không chết cống, như hôm nay bắt hắn rửa chén kiểu gì cũng khiến đầu ngón tay tê cứng. Hơn phải. Nữa, hôm nay chưa cho hắn ăn, chỉ để lại thùng nước vo gạo. Thường ngày các người ở đây ức hiếp người khác như vậy sao? Cũng là con người, không nên phân chia sang hèn. Nhưng cũng có những loại người tự hạ thấp mình làm nô tài cả đời, vậy mà vẫn muốn đạp lên người khác để tìm kiếm niềm vui nhỏ. Khi nhìn thấy người khác sống khốn khổ thì các người vui lắm hả? Tiểu thư à, người đừng cho là thật. Bọn ta chỉ muốn trút giận thay cho nhị tiểu thư thôi. Bọn ta tuyệt đối không hài lòng với người. Hôm nay ngươi dám nói Đàm Đại Tẩn như vậy là bởi vì hắn không có chỗ dựa. Một ngày nào đó Diệp gia sa sút, có phải các ngươi cũng sẽ như vậy với cha ta, tổ mẫu ta và ta không? Nhị tiểu thư vậy phải. Không được ăn. Nhị tiểu thư, con người không ăn thì sẽ chết đó. Mấy thứ này không sạch sẽ, ai biết đám người kia đã cho cái gì vô. Lỡ người ăn trúng rồi bị bệnh thì tính sao đây? Ta còn ăn thứ bẩn thỉu hơn rồi. Hồi nãy họ nói ngươi như vậy mà ngươi không biết phản bác lấy một câu luôn. Ngươi là con của Quân Dương mà để cho đám người hậu sĩ nhục, ngươi không có chút lòng tự trọng nào sao? Lòng tự trọng sao? Thứ đó chẳng có nghĩa lý gì với ta hết. So với lòng tự trọng thì bát cơm này quan trọng hơn.
Diệp Tịch Vũ. Đi theo ta. Không có miếng cơm này, có thể ta sẽ chết. Nếu như ta có lòng tự trọng thì ta đã chẳng sống được tới bây giờ. Nói nhiều quá. Đi theo ta. Ngươi ăn cho no đi, rồi ngươi muốn làm gì thì làm. Nhìn ngươi ốm yếu bệnh tật gầy trơ xương ra, không khéo ngươi sẽ chết vì bệnh đó. Nhị tiểu thư đã từng dùng trò này một lần. Nếu ta lại mắc mưu, đúng là đáng đời. Nhị tiểu thư, thứ lỗi không tiếp. Ngồi yên coi. Chiêu trò gì chứ? Người nói rõ ta nghe đi. Ban nãy ở dưới bếp, nhị tiểu thư đã hỏi ta có lòng tự trọng không? E là nhị tiểu thư cũng chẳng có thứ này đâu, phải không? Được thôi. Nếu cô đã kêu ta nói thì ta sẽ nói lại một lần nữa. Được, nói đi. Nửa năm trước, ở cung yến thất tịch, tỷ tỷ cô và Tiêu Lẫm gặp nhau trong cung, cùng vào Hoa Viên. Còn cô thì sao? Cô lại một lòng một dạ muốn chia rẽ bọn họ, độc chiếm Tiêu Lẫm. Không biết từ đâu cô đã lấy được một loại thuốc mê tên là Kết Xuân Tầm, chuẩn bị chút cho tiểu thư Băng Thường và Ngũ Điện Hạ Tiêu Lương, muốn hai người bọn họ chúng kế gạo nấu thành cơm. Không ngờ ngày hôm đó Tiêu Lương đã bị ta cản lại. Hôm nay trong cung mở tiệc, ngay cả cung nữ thái giám cũng được ăn mặn theo. Không phải là ngươi dẫn đôi bụng đó chứ? Thôi vậy, ai bảo xưa nay ta có lòng dạ Bồ Tát chứ. Ta ban cho ngươi miếng điểm tâm này đó. Đa tạ Ngũ Điện Hạ. Ý trời, thật không may à. Không biết dạo này ngươi có nghe nói không, gần đây nước Cảnh và nước Thịnh nhiều lần giao chiến. Nếu phụ vương được ai nhắc nhở mày nhớ ra ngươi thì nói không chừng sẽ giết ngươi, để tế cờ cũng nên. Ê trời ơi, ta quên, ngươi thích ăn bánh vụng một chút đúng không? Hả? Đủ dụng chưa? Đủ rồi. Nhưng ta mới ăn không lâu đã thấy hoa mắt chóng mặt. Lúc đó đột nhiên cô xuất hiện, ôm lấy ta. Ta không cẩn thận ăn nhầm Kết Xuân Tầm của Ngũ Điện Hạ. Trùng hợp lúc đó, phần của Diệp Băng Thường cũng đã bị cô ăn mất. Trong cung có rất nhiều người chứng kiến. Diệp tướng quân chỉ đành xin chỉ ban hôn cho hai ta. Đích nữ Diệp thị của đại tướng quân trụ quốc cùng với tam hoàng tử Đàm Đại Tẩn của nước Cảnh trời sinh một đôi, nay hạ chỉ ban hôn kết làm phu thê. Sau đó cô nói hết ngọn nguồn việc này với ta. Rồi từ đó cô lấy việc trêu chọc dài dò ta làm vui, càng lúc càng dặn dẹo ác độc. Diệp Tịch Vũ ơi là Diệp Tịch Vũ, cô đã làm cái gì vậy chứ? Không biết lần này Diệp tiểu thư lại bỏ thứ gì trong cơm canh vậy? Ta không có bỏ gì hết á. Vậy sao?
Nhị tiểu thư tốn bao công sức chỉ vì để ta được ăn một bữa cơm no. Không được hả? Đàm đại tẩn, ta nói ngươi biết, ngươi đừng hòng để cho bản thân chết vì đói. Giờ ngươi nhìn kỹ nè. Giờ ngươi hài lòng chưa hả? Sau này ngày ba bữa ngươi tới đây ăn đi ha. Xuân nào sẽ mang cơm cho ngươi, đứa gì thì ngươi ăn đó. Không được ăn mấy cái thứ lung tung bẩn thỉu kia nữa, nghe rõ chưa? Hình như thật sự chỉ là một bát cơm bình thường. Rốt cuộc nữ nhân này làm sao vậy? Chà, đây hẳn là bữa cơm no đầu tiên ngươi được ăn từ khi vào Diệp phủ ha. Ngươi phát hiện gì không? Mấy ngày nay nữ nhân đó quá bình thường. Có phải là đầu óc có vấn đề không? Có lẽ cô ta muốn hành hạ ta bằng cách khác thôi. Dù sao thân xác ta cũng ở đây. Nếu như con tin chết rồi thì Diệp gia cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Cũng phải, nữ nhân này thay đổi bất thường, đúng là không thể ở lại lâu được. Nhưng mà rời khỏi nơi đây thì ngươi có thể đi đâu được hả? À đúng rồi, ta đã gặp mấy con quạ đến từ nước Cảnh đó. Nước Cảnh sao? Trùng hợp thật, đó cũng là nơi ta ra đời. Ngươi đã tới Dương Cung nước Cảnh chưa? Đó là nơi kinh tởm nhất trên thế gian này. Chúng nói đã nhìn thấy thầy Mo đốt khói làm phép, ngửi thấy mùi thối rữa của người bệnh, còn có các đại thần nôn nóng đi lại trên triều nữa. Đó chắc là Cảnh Dương, người mà lẽ ra ta phải gọi là phụ thân. Không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng ta còn chẳng thể ra khỏi Diệp phủ. Mấy chuyện đó không liên quan tới ta. Phụ dương, di thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Lẩm gì, còn đến đúng lúc lắm. Ta vừa nhận cấp báo Đàm Đài Vô Cực sắp chết rồi. Ca ca của hắn sắp lên kế vị. Nay giữ lại con tin kia e cũng không có tác dụng gì nữa. Nhi thần nghe nói Đàm Đài Minh Lãng trời sinh tính tình tàn nhẫn, đối với người này con nghĩ là chưa chắc sẽ niệm tình quân đệ. Nếu như giết con tin, chỉ sợ là lại đúng như ý của hắn muốn. Lẩm nhi của ta quả nhiên thông tuệ. Nếu nói như vậy, trẫm để hắn được sống thì sẽ trở thành cái gai trong tim của Đàm Đài Minh Lãng. Lát nữa ta sẽ truyền Đàm Đài Tẩn vào cung. Ta phải xem hắn có thái độ ra sao. Nếu hắn có lòng, ta không ngại giúp hắn trở về khuấy đảo nước Cảnh, rồi nhân lúc hỗn loạn ra tay giết hắn. Còn nếu hắn tài hèn trí mọn, ta cũng không cần tiếp tục giữ hắn lại làm gì. Tới lúc đó ta tìm người tầm tuổi hắn đưa sang nước Cảnh. Chỉ cần Đàm Đài Minh Lãng tin đó là thật, vậy thì thật hay giả quan trọng nữa không? Phụ dương,红尘事，花三千。
去冷。